Mới đây, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về vợ chồng ông Phạm Minh Hùng, 49 tuổi, chở theo 15 con chó và một con mèo đến Cà Mau. Sau khi họ được đưa vào bệnh viện để điều trị COVID-19, đàn chó mèo đã được lực lượng phòng chống dịch COVID-19 xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời mang đi tiêu hủy. Liên quan thông tin, một lãnh đạo ngành y tế huyện Trần Văn Thời, Cà Mau xác nhận việc số chó trên đã bị tiêu hủy. Trước đó vào khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 10, vợ chồng ông Hùng cùng vợ chồng người em vợ từ Long An về Cà Mau. Ông Hùng thông tin quê quán của ông ở Bình Dương, nhưng đi làm hồ ở Long An. Do dịch bệnh nên phải nghỉ việc, vợ chồng ông dắt xíu nhau về quê của người em để tránh dịch. Khi về Cà Mau, hai gia đình có mang theo 15 con chó, bốn chó lớn và 11 chó con. Nhưng về tờ chốt kiểm soát dịch của tỉnh Cà Mau, thì gia đình ông Hùng cho hai con chó con. Còn gia đình người em đi cùng cũng mang theo ba con chó và một con mèo, nhưng tất cả đều bị tiêu hủy hết, ông Hùng kể lại. Ông Hùng cũng cho biết, một ngày ông làm thuê được 250.000 đồng. Ông dành hơn 100.000 đồng mua thức ăn cho chó. Mấy con lớn ăn nhiều thôi, còn mấy con nhỏ ăn ít. Vợ chồng tôi thương chúng nó như con vậy. Đêm về đang cách ly ở xã Khánh Hưng. Tụi nó, tức là mấy con chó, còn nằm trước cửa phòng tôi ngủ, ông Hùng nói. Cũng theo ông Hùng, khi gia đình ông về đến Cà Mau, thì được đưa về cách ly ở xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời. Sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trần Văn Thời, vì dương tính với Covid-19. Ông Hồ Thiên Chúa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Hưng cho biết, vợ chồng F0 này quê tỉnh Long An. Đêm mùng 8 tháng 10, họ được vợ chồng một người bạn rủ về quê Cà Mau, nên đã hòa vào dòng người hồi hương từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Tại điểm tập trung tạm ở xã Khánh Hưng, vợ chồng người thợ hồ này với ba người đi cùng có một trẻ em được lấy mẫu xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính với nCoV. Trong lúc chờ kết quả xét nghiệm RT-PCR đàn chó của hai vợ chồng quê Long An đã chạy lung tung trong khu cách ly và liếm người. Anh em trực sợ lây lan dịch bệnh nên động viên gia đình bắt chó mèo, cho vào bao để mang đi tiêu hủy, ông Chúa nói. Theo ông Tô Văn Lành, giám đốc trung tâm y tế huyện Trần Văn Thời, khi nghe lực lượng làm nhiệm vụ tại xã Khánh Hưng, báo cáo về trường hợp vợ chồng dương tính nCoV có trở theo nhiều chó mèo, ông đã yêu cầu lãnh đạo xã kết hợp với ngành nông nghiệp có hướng xử lý phù hợp. Sáng nay, khi kiểm tra lại vụ việc, Ông lành được biết một con mèo và đàn chó đã bị tiêu hủy. Tôi nghe nói lúc đầu họ chịu tiêu hủy, nhưng bây giờ lại phản ứng. Việc xử lý chó mèo đi theo F0 cũng chưa có cơ quan nào ra văn bản hướng dẫn, ông lành chia sẻ. Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trần Văn Thời, Cà Mau cho hay, ông đã đi xuống xã Khánh Hưng để làm rõ vụ việc tiêu hủy đàn chó. Chúng tôi thừa nhận việc tiêu hủy đàn chó trên không phù hợp với quy định. Chúng tôi thừa nhận thiếu sót này, ông Công nói. Ông Trần Tấn Công giải thích thêm, ban đầu chính quyền xã Khánh Hưng xác định toàn bộ số chó mèo trên của một chủ nên chỉ liên hệ một người trong nhóm tên Khanh để bàn phương án tiêu hủy. Ông Khanh đã đồng ý và bắt bỏ vô bao để đem đi tiêu hủy. Tuy nhiên sau đó mới vỡ lẽ, đàn chó trên có cả chó của ông Hùng. Diễn viên Hồng Ánh, thành viên của tổ chức For Paws, tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu cho biết, Tôi rất phẫn nộ khi biết thông tin chính quyền tỉnh Cà Mau tiến hành tiêu hủy đàn chó mèo của gia đình anh Hùng. Ở đây, tôi chỉ nói về góc độ đạo đức, chưa nói về chuyên môn, vì chó không phải là chủ thể gây nhiễm bệnh COVID-19. Tôi đang chờ thông tin báo cáo chi tiết của việc này và sẽ gửi đơn kiến nghị cho tổ chức Forbes tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu. Hiện nay có những bài báo thông tin nói rằng vật nuôi như chó mèo bị lây nhiễm SARS-CoV-2 rồi truyền qua con người. Nhưng trên thực tế chưa có bằng chứng đầy đủ để khẳng định COVID-19 lây qua vật nuôi. Ngày 28 tháng 8, Cục Quản lý khám chữa bệnh Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chăm sóc người bệnh mắc COVID-19 tại nhà. Theo đó, Bộ Y tế cảnh báo người mắc COVID-19 và người nhà đều không nên tiếp xúc với vật nuôi vì đã có bằng chứng cho thấy virus lây lan sang động vật. Ngoài ra không để vật nuôi tiếp xúc với người và các động vật khác ngoài gia đình. Theo CDC Mỹ, đến nay, nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ động vật là thấp. Tuy nhiên con người có thể truyền virus trên sang động vật, đặc biệt là khi tiếp xúc gần thế giới cũng đã có các báo cáo về vật nuôi hoặc động vật nói chung mắc COVID-19. Hầu hết các con vật nhiễm bệnh sau khi ở gần chủ, người chăm sóc nhiễm SARS-CoV-2, Bộ Y tế cảnh báo. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, Bộ Y tế cho biết, có những bài báo thông tin cho rằng vật nuôi như chó, mèo bị lây nhiễm SARS-CoV-2 rồi truyền qua con người. Nhưng trên thực tế chưa có bằng chứng đầy đủ để khẳng định COVID-19 lây qua vật nuôi nếu có nguy cơ cũng là rất thấp. Tuy nhiên ông Phu cảnh báo, chó mèo có thể được xem là vật dụng trung gian truyền nhiễm nếu như người nhiễm bệnh ôm ấp, vuốt ve chăm sóc chúng. Khi đó người nhiễm có thể ho, hắt hơi, lây dính nước bọt mang virus SARS-CoV-2 lên lông, da của vật nuôi. Từ đó, người không mắc bệnh ôm ấp chó mèo thì có thể lây dính virus lên tay, đưa lên mũi, miệng và lây nhiễm COVID-19. Hoặc lông chó mèo mang virus có thể lây dính lên các đồ vật khác và có nguy cơ lây sang người khác virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại trên bề mặt da, lông của vật nuôi và có thể lây sang người tiếp xúc gần. Chó, mèo, vật nuôi khác có thể giống như vật dụng lây dính virus khác và lây nhiễm qua người khác khi sờ nắm phải, ông Phu nói. Vị chuyên gia này khuyến cáo mọi người, đặc biệt là F0, không nên ôm ấp chó mèo, tránh dùng chung các đồ vật khác với người nhà nếu cách ly tại nhà. Bộ Y tế cũng hướng dẫn F0 tự điều trị cách ly tại nhà phải tuân thủ các lời khuyên như Cách ly người nhiễm khỏi những người khác vệ sinh tay thường xuyên, đeo khẩu trang, sử dụng găng tay đúng cách, vệ sinh dụng cụ ăn uống tránh lây nhiễm, vệ sinh bề mặt môi trường sạch sẽ, xử lý đồ vải và vật dụng đúng quy định, quản lý chất thải và dịch tiết đúng cách. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn khoa nhiễm thần kinh, bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh phân tích. Thực tế, nếu một f không ôm hôn, ho hay hắt hơi, lây dính nước bọt vào lông, da, móng của thú cưng, sau đó có người khác ôm hôn, vuốt ve thú cưng đó thì có thể lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Còn khả năng chó mèo bị nhiễm bệnh rồi lây sang người qua đường hô hấp thì chưa có trường hợp nào. Tôi cho rằng tình huống này chỉ cần tắm rửa cho vật nuôi sạch sẽ và cách ly chúng với mọi người chứ không cần phải đem đi tiêu hủy, bác sĩ Khanh nhấn mạnh. Bác sĩ cho biết thêm, loại virus gây bệnh COVID-19 trên con người và động vật là hoàn toàn khác nhau. Trong đó, con người thường chỉ bị bệnh do human coronavirus, có 4 chủng virus cũ và 3 chủng mới. Còn con vật bị bệnh do Animal Coronavirus, số lượng chủng virus này nhiều hơn. Động vật càng hoang dã, nguy cơ nhiễm bệnh càng lớn. Khi thực hiện một xét nghiệm ở thú cưng thấy dương tính với COVID-19, thì rất có thể do nhiễm Animal Coronavirus và đó. Bác sĩ Khanh nhấn mạnh, virus gây COVID-19 ở người và động vật không lây nhiễm qua lại, nhưng do người tiếp xúc quá nhiều động vật hoang dã hay một F0 trực tiếp ôn hôn, khạc nhổ vào lông, da, móng thú cưng, rồi người khác chạm vào, ve vuốt, tiếp xúc trực tiếp thì nguy cơ mắc COVID-19 là chắc chắn. Vụ việc trên đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận và đang gây nên nhiều tranh cãi trái chiều. Trong hành trang hồi hương từ vùng dịch trở về quê hương, nhiều người đã mang theo cả vật nuôi vì ngoài ý nghĩa là một tài sản có giá trị, chúng còn là sự gắn kết tình cảm với chủ nhân. Từ đó nảy sinh ra một vấn đề. Động vật từ vùng dịch về có làm lây lan dịch hay không? Có cần thiết phải tiêu hủy? Theo luật gia Nguyễn Văn Nghĩa, công ty luật trách nhiệm hữu hạn LSX tính đến thời điểm hiện tại động vật từ vùng dịch về có thể được hiểu theo hai nghĩa thứ nhất động vật là nguyên nhân chính gây ra dịch bệnh và tình trạng lây lan ví dụ lợn trong dịch tả lợn châu phi gà trong dịch cúm H1N1 H5N1 thứ hai động vật là thú cưng là con vật từ những vùng đang có dịch bệnh nguy hiểm ở người về ví dụ như chó về từ vùng có dịch covid-19 theo quy định tại luật thú y vào năm 2015 động vật từ vùng dịch về được hiểu là vùng có ổ dịch bệnh động vật hoặc có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm mới đã được cơ quan quản lý chuyên ngành thú y xác định. Theo quy định tại Nghị định 90-2017-NDCP, việc tiêu hủy động vật từ vùng dịch về được quy định như sau. Tại Điều 6, Nghị định 90-2017-NDCP, việc tiêu hủy được đặt ra với động vật mắc bệnh, chết, sản phẩm từ động vật mang mầm bệnh. Tại Điều 7, Nghị định 90-2017-NDCP, việc buộc tiêu hủy được đặt ra đối với động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết, Sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục bệnh động vật phải công bố dịch. Từ những quy định trên, có thể thấy việc tiêu hủy động vật từ vùng dịch về cần phải có hai điều kiện. Động vật đó phải là động vật mắc bệnh, động vật chết do bệnh dịch, động vật có dấu hiệu mắc bệnh, động vật mẫn cảm với dịch bệnh. Động vật này phải nhiễm bệnh được quy định trong danh mục bệnh động vật phải công bố dịch. Từ đó suy ra, hành vi tiêu hủy động vật từ vùng có dịch bệnh Covid-19 là không đúng bởi các lý do sau. Thứ nhất, Việc quy định tiêu hủy hiện đặt ra với động vật về từ vùng dịch nhưng là dịch liên quan đến động vật. Nhưng dịch bệnh COVID-19 được ghi nhận là dịch bệnh lây truyền giữa người với người. Chó, mèo cùng nhiều con vật khác hiện không được coi là vật trung gian truyền bệnh COVID-19. Thứ hai, việc tiêu hủy được đặt ra đối với động vật mắc bệnh, động vật chết do dịch bệnh, động vật có dấu hiệu mắc bệnh, động vật mẫn cảm với dịch bệnh. Đàn chó mèo 16 con nói trên hiện chưa được xác định là có dương tính với SARS-CoV-2 hay không. Thứ ba, Hiện tại chưa ghi nhận trường hợp nào dịch bệnh COVID-19 lây từ vật nuôi sang người. Chưa thể khẳng định là vật nuôi chính là vật trung gian truyền bệnh. Thứ tư, chưa có công văn nào quy định về việc tiêu hủy động vật từ vùng có dịch COVID-19 trở về.